anh chiếc xe này là hiệu gì vậy anh? Em cũng không biết nữa. VTX. VTX à. 1003. Rồi của hãng Honda đó ha. Hãng Honda. Rồi. Chiếc này là anh lên đồ chơi nhiều quá anh. Quá nhiều đồ chơi. Đúng rồi, xe này anh cũng gắn đồ chơi hơi nhiều. Dạ. Đây phụ kiện quá nhiều các bạn, đồ da không ha. Nhìn ớn. Mình nhìn ở trong hình thì nó nhìn thấy nó nhỏ xíu à. Ở ngoài nhìn thấy anh chắc cao cỡ 1m8 không anh? Gần gần tới. Dạ. Dạ dạ. Cũng vô tình các bạn, vô tình mình thấy chiếc xe này đi ngang, mình quay cho các bạn xem ha. Của anh rồi, cái chiếc này hồi đó anh mua nhiêu anh? 50.000 không anh? Không, anh mua lúc trước thì anh chạy chiếc Shadow 750, rồi sau này anh đổi lại chiếc này cũng khoảng 300 mấy. 300 mấy ha. Dạ. Ở chiếc này là đã qua sử dụng hả anh? Dạ. Chiếc này khi anh mua là nó đã qua sử dụng rồi. Dạ dạ. Chiếc này nó đã qua sử dụng rồi. Yeah, yeah. À, mình chơi xe thì chơi xe qua sử dụng cái này hay hơn ha. Chứ mua mới thì mua dạ. Mới thì nó ngon hơn. Ngon hơn. Cũng vậy. Lỗ nhiều lắm. Dạ. Còn cái chiếc này, cái cặp da này là cái, anh thiết kế làm sao? Da này là anh tự mài ở nhà luôn. Ồ, anh là thợ luôn hả anh? Không, anh không có thợ. Anh mài dây đồng hồ á. Dạ. Với anh lấy những loại da này nè. Dạ. Rồi anh tự thiết kế rồi anh mài cái miếng này mài túi luôn. Quá hay. Cái ok. Cái này là mình tự nhà mình thiết kế mài. Dạ. Ủa vậy là ở nhà mình có làm cái cơ sở may da nữa anh? Anh thì cái cơ sở nói chung lại cũng là cái chuyện làm cho nó qua ngày thôi. Dạ. May dây đồng hồ. Dạ. Nhà mình quê ở An Giang, sống ở thành phố nhiều. Dạ. Đi. Nói chung là chiếc xe này em nhìn là phải thì chứ. Anh lên ngồi thử anh. Anh lên ngồi thử để em coi cái dáng dốc thế nào anh. Để con thử đi. Đó, bảnh các bạn ơi, bảnh nha. Đó. Máy lên đi. Quá. Yeah. Thử đài máy cái anh. Anh thử đài máy nẹt cho em coi đó nè. Quá trời các bạn ơi. Lúc dưới giờ mình quay tàu biển nhiều, bây giờ mình quay xe cho các bạn coi chơi ha. Nghe ớn quá, quá lực rồi. Biết. Cái đội của mình là tên gì anh? Của nói chung là đây là cái giải đua đồng bằng Cửu Long và thế tài trợ là Hàng Ngọc Trời do Cần Thơ tổ chức. Dạ. Cảm ơn anh Khanh rất là nhiều. Ha. Để cho mình quay một cái clip cũng rất là vui. Ha. Về một chiếc xe Honda mình đã gặp trong những cái clip mà thật sự thì bên ngoài thì nó khác lắm các bạn. Ok, bye bye nha.